Em xin giới thiệu, đây là thớt MDR, model là Onkyo 105AX. Thớt MD này mình dùng để nghe nhạc qua đĩa MD, dùng để làm DAC, DAC, giải mã, kết nối với Max TV và những thiết bị quang. Chẳng hạn ở đây là cái máy vi tính. Đây là một cái desktop all-in-one hàng của Nhật. Em vẫn có bán cái desktop này với cấu hình là i7. Thì cái desktop này em bán là 10 triệu nha. Thì các anh nào quan tâm về cái desktop này thì liên hệ sau. Còn hiện tại cái clip chính của em là đăng bán cái thớt MD dùng làm DAC giải mã 24 bit. Thông thường á, mình nghe nhạc ở trên mạng thì khi mà kết nối làm loa vi tính chẳng hạn, kết nối qua bộ vàng, qua ngõ AV thì cái chất lượng âm nhạc nó xuất ra nó không được trong, không được hay, nó sẽ bị rè, bị nhão tiếng hay bị bể tiếng, không được hay bằng chuẩn của cái đĩa CD hoặc chuẩn của cái đĩa MD. Thì đây là một giải pháp để mình khắc phục những cái lỗi đó. Mình dùng một ngõ quang optical in trên cái thớt MD này kết nối với optical out trên Mac TV, trên cái liền khối này chẳng hạn, trên cái máy vi tính chẳng hạn, thì mình dùng giải mã để cho chất lượng âm thanh đi qua âm ly, từ MD truyền qua âm ly ra lo, nó sẽ hay hơn, trong hơn, mượt mà hơn, giống như mình nghe CD hoặc là nghe nhạc lót nét. Thì đây là một giải pháp quá ok để các anh cải thiện cái chất lượng âm thanh qua kết nối Max TV và những thiết bị ngoại vi khác qua ngõ quang optical, đúng không? Thì ngoài chức năng giải mã làm DAC DC giải mã 24 bit thì mình còn chức năng thứ hai là nghe nhạc qua đĩa MD. Khi các anh mua thớt MD Onkyo 105AX, em sẽ tặng kèm một cái đĩa MD cho các anh dùng làm mồi, dùng để nghe nhạc. Em sẽ chép nhạc theo tên ca sĩ hoặc bài hát nào các anh yêu thích vào đĩa MD cho các anh. Em tặng chỉ một đĩa, và những đĩa tiếp theo các anh muốn mua thì em sẽ bán, không tặng đĩa thứ hai nha. Chỉ tặng duy nhất một đĩa mình sử dụng thôi. Các anh nào muốn mua mà đi thì liên hệ để em chép nhạc theo ý thích các anh. Các anh thích Tấn Vũ, Trường Vũ, Như Quỳnh, Hồng Trúc hay bất kỳ ca sĩ nào, nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc đen, thì em sẽ chép theo ý thích các anh vào đĩa mà đi. Mặt vàng là phê nhôm, để em quay gần cận cảnh. Logo là màu vàng chanh cực kỳ bắt mắt. Ở đây nó có ghi là giải mã 24 bit, công nghệ mới DLA Digitouch Red Level nè. Ở đây thì mình có thể chọn chế độ mono, tức là mình nghe qua MD, chọn SB, LB2, LB4, rất là nhiều ngõ để chọn. Ngoài ra có chữ input để mình nghe nè, analog, digitouch, tùy nhu cầu của mình là mình chuyển ngõ nha. Thì trước tiên em sẽ hướng dẫn canh cách giải mã. Bây giờ stop. Em sẽ hướng dẫn canh cách giải mã. Đầu tiên mình sẽ lấy đĩa MD ra. Đây là một cái đĩa MD Hoàng Thục Linh. Lỡ cầm trên tay mình Hoàng Thục Linh thì mình nghe Hoàng Thục Linh nha. Em chưa chuẩn bị đĩa của ca sĩ khác. Đầu tiên thì mình bỏ cái đĩa MD vào. Mình bỏ đĩa MD vào thì ở đây nó hiện tốc reading. Sau khi hiện tốc reading xong thì nó nhận bài. Đây. Cái nhận bài này mình có thể chỉnh được chữ delay nè. Đó, mình thích nè. Hiện tại em đang chép 12 bài của ca sĩ Hồng Trúc vào đĩa MD. Thì em quay mặt sau nha. Phía sau một ngõ optical in số 1 em kết nối với thiết bị quang, chẳng hạn là cái liền khối desktop liên quan của Nhật. Và cái ngõ out em cắm ngõ AV kết nối với âm ly. Em đang mượn cái âm ly tút tút ở đây luôn. Em đang mượn cái âm ly này nha. Thì mình kết nối xong thì bây giờ mình cắm điện 100V. Đây là hàng nội địa Nhật chạy 100V nha. Thì đổi nguồn bên em có bán là 200.000. Đổi nguồn này mình sử dụng được cho mini, đại trung đều ok. Thì đây, thì sau khi mình kết nối xong thì bây giờ mình nhắn chữ red chuyển ngõ nha. Em đã dùng chữ input chuyển ngõ thành digitouch in 1, tức là optical ngõ in 1. Thì bây giờ mình nhắn chữ red. Sau khi nhắn chữ red thì nó sẽ hiện digitouch in lock. Thì ở đây nó có chữ chấm đỏ. Thì lúc này đã giải mã thành công. Em sẽ mở nhạc mạng cho các anh xem nha. Bây giờ mình nghe liên khúc Tấn Vũ trên máy vi tính em đây. Em mở cái bộ vàng lên đi vậy mà. Thao thức chẳng giống từng ngày rời Paris, anh đã đến.
quên còn gì. Mình sẽ nghe ca sĩ khác nha. Tấm Vũ Giao Linh chẳng hạn. Chất lượng âm thanh lúc này cực kỳ hay, nghe y chang CD luôn. Mình nghe Tấn Vũ Giao Linh song ca để đời. Để em coi cái nào hay hay. 540, 57 ngày. Thôi mình nghe đầu tiên đi. Rồi ngày mai xem nhau nè. Đây là một cách giải mã. Nhà mình đã có bộ vàng rồi, mình thiếu thớt mà đi thì mình để ghép vào. Do cách nói bằng gì AV cứ ghép thoải mái. Cần giải mã thì mình cứ ghép vào. Đây, dòng đề cao nha. 105A X. Mai xa cách cho nhau những đắng cay của cuộc đời khi tình mình vội tan theo gió mây. Đó là một cách thứ nhất. Bây giờ em stop thì nó đâu còn giải mã nữa. Thì bây giờ mình nghe qua MD nè nha. Hiện tại mình nghe MD chiều Tây Đô Hoàng Thục Linh. Bây giờ em xin kết thúc clip test ca nào mua hàng EP em nha. Em chỉnh cái volume bên kia hơi to. Qua bài rất là nhanh. Ca nào mua hàng thì liên hệ em.